Đối tượng thứ ba của hạch toán kế toán đấy là doanh thu và thu nhập. Doanh thu và thu nhập thì là tổng giá trị các lợi ích kinh tế đơn vị thu được trong kỳ kế toán, được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh thông thường hoặc là các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh thông thường là những hoạt động gì? Thì đó là việc mà các bạn bán hàng hoặc là cung cấp dịch vụ, vân vân. Còn các hoạt động khác, ví dụ như các bạn có thể thanh lý tài sản cố định hoặc là thu được khoản tiền do phạt vi phạm hợp đồng kinh tế của đối tác. Ví dụ về doanh thu thì chúng ta doanh thu, ví dụ như trường hợp chúng ta có doanh thu bán hàng. Và cung cấp dịch vụ. Giả sử như các bạn bán 1.000 sản phẩm cho khách hàng đơn giá 300.000 đồng một sản phẩm. Vậy chúng ta có doanh thu thì bằng số lượng sản phẩm tiêu thụ nhân với đơn giá bán. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có doanh thu thì sẽ bằng 1.000 sản phẩm nhân với 300.000 đồng một sản phẩm và bằng 300 triệu đồng. Doanh thu thì có thể bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác.